mẫu là cách ven bờ, trong ven bờ này là 1 km và độ sâu là 0.5 đến 0.7 m. Lấy mẫu xong đựng vào chai. Đựng vào chai thì có chai màu đen tối để phân tích chi tiêu coliform. Lấy thể tích hai chai 1.5 lít này này, phân tích các chi tiêu còn lại trong quy chuẩn 10 MT 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ta sẽ đưa mẫu nước về để phân tích tài phòng kinh nghiệm và để cho cái kết quả xấu đó. Việc lấy mẫu trong cái thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 7 26 thì một tuần lại một lần. Bên cái lo là theo đánh giá chung về mặt cảm quan cũng như về kết quả phân tích thì đều đạt trong cái ngưỡng cho phép của quy chuẩn 10.